Cypher này thì các bạn có thể tìm slide bài giảng ở đây. Cái phần stream Cypher này nó khá là dài nên là cô phải tách ra khoảng 3 buổi để có thể dạy được hết cái phần stream Cypher này. Nên là các bạn sẽ cứ mỗi một buổi, trước khi một buổi học đấy thì cô sẽ upload bài giảng lên và các bạn có thể tìm ở trong cái file này. Và các bạn cố gắng là đừng đọc trên cái file này nhá, bởi vì là team nó không có cái phần chặn về sửa. Nên cô vẫn để cho các bạn download được thì các bạn hãy download về và đọc trên máy, chứ đừng đọc trực tiếp ở đây, bởi vì là nếu các bạn đọc trực tiếp ở đây nó có thể sửa thông tin trên cái PowerPoint này, thì một số bạn khác đọc thì có thể là nó bị sai đi, nên là các bạn download về rồi các bạn hãy đọc. Ok, là trong tuần trước thì trong hai buổi của tuần trước thì cô đã giới thiệu cho các bạn về vai trò của mật mã, mô hình và các khái niệm, rồi các cái trường hợp ứng dụng cụ thể trong cái hệ thống truyền tin hiện đại hiện nay như thế nào, và lấy một số ví dụ về các hệ tạo mã cổ điển như thế nào, và gợi ý cho các bạn một số game vui vui để các bạn có thể phá mã được, rất là đơn giản đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến một số các cái khái niệm toán học mà nó có liên quan đến hệ mật mã. Thì đầu tiên đấy là các cái khái niệm về trong trong lý thuyết xác suất. Bạn nào mà học xác suất thống kê siêu ấy thì những cái phần này các bạn sẽ rất là dễ tiếp cận và nắm bắt, và có thể là khi mà học xác suất thống kê siêu thì nguy cơ các bạn trở thành các nhà không phải tạo mã đâu mà các nhà phá mã sẽ rất là cao, đúng không? Rất là tiềm năng, là các nhà phá mã rất tiềm năng. Trong lý thuyết xác suất thì các bạn chú ý cho cô một số vấn đề sau. Thứ nhất đấy là về một số khái niệm, thì ở đây cô vẫn để các cái cụm từ tiếng Anh để cho các bạn có thể tra được giữa ngữ nghĩa của tiếng Anh và tiếng Việt, và khi mà các bạn xem cái clip của Đại học Stanford ấy, thì các bạn có thể hiểu được đấy. Và trong cái khái niệm này thì các bạn chú ý về khái niệm về tập hữu hạn, một cái tập hữu hạn. Bạn nào có thể nói cho cô được cái khái niệm về tập hữu hạn là như thế nào không? Về toán thôi, nhắc lại về toán, và toán này rất là cơ bản, sơ khởi. Hữu hạn và vô hạn, tập hữu hạn và tập vô hạn. Tập hữu hạn, tập vô hạn. Cô vẫn chưa quen với cái bút này nên là viết nó hơi bị buồn cười, giống như trẻ em lớp 1 tập viết đấy. Các bạn có thể phân biệt được cho cô hai cái này nó sẽ khác nhau cái tính chất cơ bản là gì không? Một tập số hữu hạn và một tập số vô hạn, tên gọi là đã khác nhau rồi đúng không, nhưng mà tính chất của nó là như thế nào? Nào, sự khác nhau. Các cao thủ toán học đâu rồi? Có ngồi đây không? Alo, sao cô không nghe thấy gì nhỉ? Hay cô đang tắt loa? Nào, cả lớp hỏng mic à? Ok, bạn Phạm Ngọc Thọ. Em thưa cô là tập hữu hạn là tập có thể đếm được số lượng phần tử trong tập, còn tập vô hạn là mình không thể đếm được. Tập hữu hạn và tập vô hạn là có thể đếm được. Bao nhiêu thì là đếm được? Theo em. Chẳng có bao nhiêu đếm được cả, mình cứ giới hạn chứ, nó phải có giới hạn chứ. Ví dụ như là các bạn biểu diễn số ở trong máy tính chẳng hạn đúng không, ví dụ như bạn sử dụng một cái phép toán với số lớn mà bạn muốn biểu diễn, các bạn lập trình C rồi, các bạn sẽ thấy là đối với lại những cái phép toán mà cái số lượng cái giá trị của nó, ví dụ như là bây giờ RAM của bạn là 64 bit chẳng hạn đúng không, và một cái biểu diễn một cái chữ số, một cái giá trị nào đấy mà nó lớn hơn 2^64 giá trị ấy đúng không, nó sẽ quá cái giá trị biểu diễn đấy thì nó sẽ bị tràn số. Thì nếu như mà nói là hữu hạn
là có thể đếm được, thì 1 tỷ hoặc 1.000 tỷ vẫn được gọi là hữu hạn. Đúng ạ. Nhưng mà nó phải nằm ở trong một cái phạm vi nhất định nào đấy. Và khi mà nó quá một cái phạm vi biểu diễn nào đấy thì chúng ta cũng có thể thể coi nó là vô hạn được, đúng không? Nên là những cái khái niệm này là tương đối thôi. Tất nhiên tập vô hạn thì cái trường biểu diễn thông tin và trường biểu diễn số nó sẽ từ trừ vô cùng đến vô cùng, và mình sẽ không xác định được số lượng phần tử ở phía bên trong tập đấy là gì. Còn đối với tập hữu hạn thì chúng ta có thể là xác định được số lượng phần tử, còn đếm được hay không đếm được thì nó còn phụ thuộc vào cái khả năng và năng lực tính toán của các hệ thống máy tính của người dùng. Ví dụ như bạn nào có thể đọc cho cô cái ký hiệu của cái tập hợp này là gì? Ý nghĩa của nó là gì? U bằng mở ngoặc nhọn 0,1 n, ý nghĩa của nó là gì? Phong. À Thọ, bạn Thọ. Cô xin lỗi, cô hay bị nhầm mặt với tên lắm. Em thưa cô là U là tập hợp mà chứa các giá trị từ 0 đến 1. Từ 0 đến 1 phần tử. Hay là 0 và 1. Từ 0 đến 1 là cũng kinh khủng đấy. 0 và 1, 0 và 1. Gì nữa? Nó là một tập hữu hạn, đúng không? Một tập hữu hạn thì nó được thể hiện bằng cái thông số nào? N là số phần tử. Như vậy là ở đây mình hiểu được là U ôi cái bút là tập các phần tử 0 và 1, và tập có phần tử 0 và 1 và số lượng là N, đúng không? N phần tử. Vậy thì các bạn có thể nào biết được là có bao nhiêu phần tử 0 và bao nhiêu phần tử 1 không? Nó có quy định là có bao nhiêu phần tử 0 hay là bao nhiêu phần tử 1 trên cái tập U này không? Không quy định ạ. Nó không quy định, đúng không? Giả sử như nó chỉ có hai phần tử thì một cái khái niệm liên quan đến cái xác suất phân bố, xác suất xuất hiện của hai cái phần tử này trong một tập nó sẽ là như thế nào? Giả sử như cô nó không quy định là số lượng phần tử này là bao nhiêu, đúng không ạ? Và cô giả sử là số 0 là nó có số lần xuất hiện của nó trong tập này là n1, và số 1 là có số lần xuất hiện của phần tử này là n2, và với điều kiện là n1 cộng với lại n2 thì bằng n. Như vậy là cái khái niệm về xác suất phân phối của một cái phần tử x này có thể là 0 hoặc 1 trên tập U thì sẽ là một hàm xác suất, và cái tổng cái giá trị mà x này có xuất hiện, nó có thể là 0 và 1 đấy, xác suất xuất hiện của giá trị x này thì nó sẽ bằng 1, dễ dàng chứng minh được, đúng không ạ? Bạn nào có thể chứng minh được cho cô? Xác suất mà để cho x bằng 0 thì sẽ bằng mấy? X bằng 0 thì sẽ bằng gì? N1 trên cho N1 cộng N2 ạ. Xác suất để x bằng 0 mà. Thì sẽ bằng gì? N1 trên gì? Trên N, đúng không? Còn xác suất để cho x bằng 1 thì sẽ là gì? N2 trên gì? Trên N. Chính vì thế mà xác suất xuất hiện phần tử x bằng 0 hoặc bằng 1 trong cái tập U này thì nó sẽ là gì? P mà của x, đúng không ạ? Thì sẽ bằng gì? Bằng 1, đúng không? Là nó là cái xác suất mà có thể xuất hiện là x có thể bằng 0 hoặc bằng 1 thì nó luôn luôn là gì? Luôn là bằng 1, đúng không ạ?
Và có một cái khái niệm tiếp theo đấy là về xác suất phân bố đều. Xác suất phân bố đều. Xác suất phân bố đều thì các phần tử này là các phần tử phân biệt này. Có nghĩa là gì? Là tất cả các cái giá trị của x nó xảy ra trên tập u, đúng không? Nó đều như nhau thì nó sẽ bằng là bằng 1 trên u. Và có một số khái niệm về điểm phân bố. Điểm phân bố. Ví dụ như là điểm phân bố trong trường hợp là x0 chẳng hạn. Điểm phân bố x0, nếu như mà xác suất của x0 mà bằng 1 với mọi x khác x0 thì xác suất của cái x này sẽ bằng gì? Bằng 0. Rồi khái niệm về vector phân phối, đúng không ạ? Vậy thì trong trường hợp là x nó thuộc cái tập u, giả sử như tập u chỉ là hai phần tử 0 và 1 thôi, thì các cái vector phân phối này thì nó có thể là cái giá trị x nó có thể được lặp lại, đúng không? Và nó có thể là gồm kết hợp của nhiều cái giá trị x này với nhau. Vậy thì cũng có thể phân biệt được là một cái giá trị mới, đúng không ạ? Một cái giá trị x mới nó sẽ bao gồm rất nhiều các cái giá trị x, các cái phần tử x, x0 cho đến xn. X0 này. Cô đang không viết được cái bút. X0, x1 cho đến xn. Và cái xi này là một phần tử mà thuộc cái tập 0 và 1. Đúng không ạ? Vậy thì cái sự kết hợp giữa x0 cho đến xn nó sẽ tạo ra một cái vector phân phối và cái sự xuất hiện của cái tổ hợp x0 đến xn này, đúng không? Hoặc là xn1 này, n1 này nó sẽ bé hoặc bằng n, thì nó sẽ tạo ra gọi là các cái tổ hợp mà các cái phần tử xi này nó xuất hiện với một số lượng lần xuất hiện của nó nhỏ hơn hoặc bằng n, là nhỏ hơn cái số phần tử ở trong cái tập u này, thì nó gọi là các vector phân phối. Và chúng ta cũng có thể xác định được là cái tần suất xuất hiện của nó, cái xác suất xuất hiện của nó trong cái tổ hợp này như thế nào. Rồi, khái niệm tiếp theo là khái niệm về sự kiện. Thì nếu như mà chúng ta sẽ có một cái tập A mà thuộc một cái tập A là tập con của U, đúng không ạ? Và xác suất để xuất hiện cái sự kiện A này, A là một cái tập con của U, thì nó sẽ bằng tổng xác suất xuất hiện tất cả các cái sự kiện nhỏ hơn, tức là xác suất xuất hiện cái giá trị x này với điều kiện là x là thuộc tập A, đúng không? Thì nó sẽ bằng tổng như thế này. Như vậy là nếu như các bạn tính là A là một cái sự kiện, đúng không, là tập con của U, và A là một cái vector phân phối bao gồm các phần tử, ba phần tử thôi, là x0 này, x1 này và x2 này, đúng không? Và cái xi này nó sẽ nằm trong khoảng từ 0 cho đến 1. Có nghĩa là tôi sẽ viết được là A là tập con của U, tức là A sẽ bằng gì nhỉ? Bằng 0, 1, 3, đúng không? Tức là cái tập A này nó sẽ là một cái tập hữu hạn và nó chỉ có 3 phần tử chứa 0 và 1. Như vậy là từ cái tập A này thì các bạn sẽ sinh ra được bao nhiêu vector phân phối? Bao nhiêu vector phân phối ạ? 8 ạ. 8 à? Bao gồm 0 này, 0 này, 0 này, rồi 0 này, 0 này, 1 này, 0, 1, 0, vân vân, cho đến 1, 1, 1, đúng không ạ? Như vậy là xác suất đây chính là 1, đây chính là sự kiện, đây chính là phần tử x1, x0 của tập A, và đây chính là phần tử x1 của gì? Của tập A. Vậy thì nếu như mà x0 và x1 là các cái phần tử mà được phân bố đều, đúng không? Thì phân bố đều, đúng không ạ? Thì cái xác suất của các cái phần tử xi này sẽ bằng bao nhiêu? 1/8. Ok, bằng 1/8. Đúng không?
Ok, là 1/8. Và cái PA này sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 1. PA bằng 1. Đấy, trên cái tập A thôi, đúng không ạ? PA bằng 1. Rồi, nhưng ví dụ như một cái ví dụ khác, đúng không? Cô không lấy là A là một cái vector phân phối mà nó đầy đủ ba cái phần tử này. Mà A nó sẽ là một cái sự kiện nó đặc trưng hơn là gì? Là tất cả các cái phần tử X thuộc U, nhưng mà nó chỉ là hai số mà có hai bit mà có trọng số gì đây, LSB là bit có tính chất như thế nào, LSB thế nào được gọi là trọng số thấp, least significant bit. Đúng rồi, least significant bit. Theo các bạn thì thế nào được gọi là bit có trọng số thấp nhỉ? Ví dụ như thế này. Đúng không? Sao mà cô lại có thể viết xấu như thế này được? Đây là bit 0 đi. Ôi ghét quá. Bit 0 này, bit 1 này, bit 2 này, bit 3 này. Ơi xin lỗi, bit 0 này, đây là 0 này, 1 này, đây là 1 này, 0 này. Thì theo các bạn là least significant bit nó ở đây hay là least significant bit nó ở đây? Và giá trị, ví dụ như cái chuỗi bit là 0, 1, 0, 1, 1, 0 mà cô đang viết này này, thì giá trị của nó bằng bao nhiêu trong hệ nhị phân? Decimal. Giá trị của nó bằng bao nhiêu? Nào, theo các bạn. Hai hai. 27. Bao nhiêu? 22 ạ. 22. Có ai có kết quả khác không? 17. 17. Tại sao lại ra hai đáp số? Tại sao lại ra hai đáp số nhỉ? Giả sử như cô quy định ý, cái bit có trọng số thấp là nó ở phía bên trái nhất, bên trái nhất là cái bên tay trái của cô đây này, đúng không? Thì bit này nó sẽ có trọng số là 1, bit này có trọng số là 2, bit này có trọng số là 3, bit này trọng số là 4, bit này có trọng số là 5. Thì giá trị nếu như mà như thế này thì giá trị của nó sẽ là bằng 2 cộng với lại 8 cộng với bao nhiêu? 2 mũ 0 là 2 mũ 0, 0 nhân với 2 mũ 0, 2, 1 nhân 2 mũ 1 đúng không? 2, 2, 3, 4, cộng với 8, cộng với lại 16. Như vậy là tổng của nó sẽ bằng bao nhiêu? 26 ạ. Thế là 26 chứ sao lại 22 nhỉ? Đúng không? Nhưng mà nếu như cô viết như thế này, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, nhưng mà quy định trọng số thấp của cô là ở bên tay phải. Đây là 2 mũ 0, 2 mũ 1, 2 mũ 2, 2 mũ 3, 2 mũ 4, 2 mũ 5. Như vậy là nó sẽ là tính như thế. 2 mũ là 16 cộng với 4 cộng 2. Cộng 2 thì sẽ bằng 22. Đúng không? Như vậy cái LSB hoặc là MSB là most significant bit hoặc là LSB là most least significant bit thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cách mà mình quy định ý, là bit ở phía bên trái nhất hoặc hay bit ở phía bên phải nhất là bit mà có trọng số lớn nhất, và cái giá trị của nó sẽ bị thay đổi theo và cái quy ước nó cũng sẽ thay đổi theo, đúng không? Vậy thì các bạn học vi xử lý chưa? Môn vi xử lý. Kỳ này em mới đang học. Đang học à? Có hiểu về khái niệm về endian không? Khổ thân tôi quá. Endian. Chắc là buổi sau cô sẽ sử dụng cái bút này nó thành thạo hơn. Endian. Biết cái này không? Little Endian.
Có. Ừ, và Little Endian và Big Endian. Hai cái này có khái niệm của hai cái này là về cái gì ấy nhỉ? Trong cái xử lý ấy nó quy ước cái gì? Bay cao ở vị trí cao còn. Little Endian thì nó quy định bay cao, bit cao, bit cao có nghĩa là bit có trọng số cao ở đâu? Ở bên trái nhất hay bên phải nhất? Cao là bên trái sao ạ? Little Endian là bên trái hay bên phải? Theo bọn em học là cái nó xếp bay cao nằm ở vị trí cao. Bay cao nằm ở trên cao á? Cái nếu theo chiều dọc ấy cô, nếu để theo chiều dọc là như thế nào nhỉ? Như này á? Như này á? Bay cao là nằm ở trên cao như này á? Vâng. Còn bay thấp thì nằm ở phía dưới. Thế còn nếu mà theo chiều ngang? Ngang em không biết đầu quay như nào. Đấy nha, mọi thứ nó đều là tương đối. Và các bạn đọc về cái Little Endian này, nó có cả một cái câu chuyện lịch sử ấy. Có cả một cái câu chuyện lịch sử về một cái quả trứng đầu to và đầu nhỏ. Thì thử đọc xem nhá, là tại sao nó lại sinh ra cái từ Little Endian và Big Endian là như thế nào, đầu to và đầu nhỏ. Và bây giờ cô sẽ không có kể gì nữa, mất thời gian, tự tra wiki và đọc xem là tại sao lại có hai cái khái niệm về đầu to và đầu nhỏ này là như thế nào. Cả một câu chuyện lịch sử rất là hay. Như vậy là khi mà các bạn học ngay cả trong lý thuyết mật mã cũng thế, hoặc là lý thuyết thông tin số, thì mọi thứ nó cũng sẽ là tương đối. Và cô đang hỏi về cái bit có trọng số thấp này, thì ở đây là nó có hai bit trọng số thấp. Vậy thì A nó là một cái sự kiện mà nó bao gồm các cái phần tử x thuộc U, và nó chỉ là gì ạ? Là nó sinh ra các cái vector phân bố, nhưng mà nó chỉ lấy hai cái giá trị bit cuối cùng của giá trị x, và nó phải bằng 1. Nó phải bằng 1, đúng không? Vậy thì x nó thuộc U, có nghĩa là x sẽ là các cái phần tử mà thuộc cái tập U này có giá trị là 0 và 1, và nó sẽ là gì ạ? Là 8 phần tử. Như vậy thì nó có thể tính được cái xác suất phân bố đều của tập A trên cái tập U này sẽ là bằng 1/4. Bạn nào có thể chứng minh được cho cô công thức này? Tại sao lại là 1/4? Nếu mà coi các chữ số 6 chữ số đầu tiên là A thì nó chỉ thay đổi hai chữ số đằng trước, mà lấy 1/1 là cố định thì sẽ có 4 tổ hợp. Ừ. Thì tỷ lệ xác suất sẽ là 1/4. Ừ, ok. Đấy nha, các bạn nhớ để đến hôm sau khi mà học về các cái phần liên quan đến về tấn công mã mật, nó tính về lợi thế dựa trên xác suất ấy, thì những cái khái niệm này, những khái niệm rất là cơ bản để cho các bạn hiểu được về cái phần phân tích mã. Khái niệm tiếp theo đó là khái niệm về tập hợp. Vậy thì nó sẽ có các sự kiện về A1 và A2. A1, A2 thì cũng có thể là những cái ví dụ mà giống như cái slide trước cô đã đưa cho các bạn. Và cái xác suất để các sự kiện mà nó là hợp của A1 và A2 thì nó sẽ bé hơn hoặc bằng xác suất xảy ra sự kiện A1 cộng với lại xác suất xảy ra sự kiện A2. Đây. Hợp các phần tử này, đúng không ạ? Và đây chính là công thức gì nhỉ? Các bạn có biết không? Còn nhớ không? Đây chính là công thức gì? Công thức Bayer, đúng không ạ? Còn nhớ môn công thức này không? Và ai đang còn học cái lý thuyết xác suất thống kê kỳ này? Như vậy là nếu như mà ứng với một cái ví dụ cụ thể, chẳng hạn là giả sử A1 là các cái sự kiện mà chứa các cái phần tử x thuộc cái tập U, và tất cả những cái giá trị các cái giá trị mà bit có trọng số thấp nhất, lấy hai bit có trọng số thấp nhất của x là bằng 1/1 này, và A2 thì nó lại là hai bit có trọng số cao nhất là 1/1 này, đúng không? Thì cái xác suất mà để cho xảy ra
đồng thời, à xin lỗi không phải đồng thời mà xảy ra hoặc để tôi nhặt được các cái sự kiện trong cái tập U này mà nó tương đồng với lại tính chất của A1 và A2 ấy, thì nó sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng 1/2. Và đây chính là liên quan đến phần tính toán về lợi thế. Ví dụ như cô chỉ cần chỉ ra rằng là xác suất mà cô tìm được một cái sự kiện x gì nào đấy mà nó lớn hơn hoặc bằng 1/2 và nhỏ hơn bằng 1/4. Và sau đấy là cô tính rằng là xác suất mà xảy ra sự kiện y nào đấy mà nó lớn hơn 1/2, đúng không? Lớn hơn 1/2 thì cái lợi thế mà cô tìm được cái sự kiện y so với lại sự kiện x là nó sẽ tốt hơn, bởi vì cái xác suất xuất hiện của sự kiện y nó sẽ gì, cao hơn so với lại sự kiện x. Như vậy là dựa trên những cái tính chất này mà cũng có thể so sánh được là cái độ mật của hệ mã này so với hệ mã khác như thế nào, dựa trên cái lợi thế để khôi phục bản rõ hoặc là bản mã khôi phục bản rõ chẳng hạn, là xác suất để có thể tính ra cái sự kiện này cao hơn so với sự kiện khác thì tôi có cái lợi thế tấn công cao hơn. Và có nghĩa là cái bản mã nào mà có lợi thế tấn công cao hơn thì có nghĩa là bản mã đấy có khả năng là bị phá và nó là bản mã yếu hơn so với bản mã khác. Nó chỉ so sánh được ở trên cái tính tương đồng về lợi thế tấn công dựa trên xác suất thôi, chứ còn nó cũng không thể tính có một cái gì đấy chính xác hơn được nữa. Rồi cái khái niệm tiếp theo đấy là liên quan đến biến ngẫu nhiên, random variable, biến ngẫu nhiên. Thì nào, bạn nào có thể nhắc lại, thay vì là cô ngồi nhắc lại khái niệm toán học thì bạn nào có thể nhắc lại cho cô thế nào được gọi là một biến ngẫu nhiên? Thế nào được gọi là một biến ngẫu nhiên? Ví dụ như x là một biến ngẫu nhiên và x cũng là một cái ánh xạ từ cái tập n, từ tập u, đúng không? Có n phần tử 0 và 1, ánh xạ về là một tập có hai phần tử là 0 và 1 thôi. 0 và 1 thôi. Vậy thì đây chính là giá trị y. Đây chính là một cái giá trị gọi là giá trị y. Đúng ạ? Và đây chính là LBS của y. LSB của y. Ôi giời. LSB của y. Đúng không? Vậy thì xác suất để cho x, đúng không ạ, là một cái phần tử, là một cái bit thấp nhất của giá trị y ấy, nó là 0 hoặc 1. Như vậy là tôi sẽ cũng chả biết được là cái phần tử cuối cùng của y, cái phần tử mà có trọng số thấp nhất của y nó là 0 hay 1, đúng không? Vậy thì cái việc là x là 0 hay 1 nó xảy ra hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đúng không ạ? Thì nó gọi x này là sẽ là một biến ngẫu nhiên. Đúng không? Và theo các bạn thì nếu như mà là xác suất của biến ngẫu nhiên ấy thì nó sẽ bằng mấy? Ví dụ nó chỉ có hai trường hợp xảy ra, nó là hoặc là cái này hoặc là cái kia thôi, đúng không? Nó chỉ có hai phần tử trong một tập thì xác suất của nó sẽ là gì? Nó sẽ chia đôi, đúng không ạ? Nó sẽ chia đôi là nó sẽ bằng 1/2. Và nó được gọi là các cái biến ngẫu nhiên này thường thì nó sẽ là có các xác suất phân bố đồng nhất. Vì nó ngẫu nhiên mà, khi mà nó ngẫu nhiên đúng không thì xác suất nó xảy ra tương đương nhau, đúng không? Cái tần suất xuất hiện của nó có thể là tương đương nhau. Như vậy là xác suất xảy ra của cái biến này nó hoặc bằng 0 hoặc bằng 1 là như nhau. Vậy thì nó sẽ là bằng 1/2, đúng không ạ? Rồi, thứ hai nữa là về biến ngẫu nhiên đồng nhất. Biến ngẫu nhiên đồng nhất thì khái niệm là gì? Là nó sẽ là một cái xác suất của biến ngẫu nhiên gần nhất ý, thì nó sẽ là một cái phân bố đều và giá trị xác suất để xảy ra một cái biến nào đấy bằng một cái giá trị A, đúng không? A là một biến ngẫu nhiên đồng nhất ở trên cái tập U này thì nó sẽ bằng 1 chia cho cái số phần tử của U, đúng không ạ? U ở đây có thể là bằng N. Như vậy là nếu mà xác suất số phần tử của U này là bằng N thì nó sẽ là 1 trên gì? 1 trên N. Rồi, đây là một ví dụ
Ví dụ như là R là một cái biến ngẫu nhiên đồng nhất ở trên cái tập là gì nhỉ? Là 0 và 1, và 0 và 1 này chỉ có hai phần tử thôi. Đúng không? Thì xác suất để xảy ra một cái biến mà nó là một cái hàm là R1 cộng với lại R2. Đúng không ạ? X này là bằng R1 cộng với R2 thì cái xác suất để xảy ra x bằng 2 ấy, nó sẽ là bằng 1/4. Bạn nào chứng minh được cho cô? Bạn nào chứng minh được cho cô công thức này? Hoặc là giải thích được cho cô cái khái niệm này? Trong trường hợp này thì R nó có thể bằng 0 hoặc là R có thể bằng 1, đúng không ạ? R1 có thể là bằng 0 hoặc là 1. R2 cũng như thế. Bằng 0 hoặc là gì? Là 1. R1 và R2 có thể là bằng 0 hoặc bằng 1. Như vậy là cái khả năng để cho x bằng 2 thì có nghĩa là khả năng để xảy ra đồng thời là R1 sẽ phải bằng 1 và R2 sẽ phải bằng gì? Bằng 1. Như vậy là cái xác suất để cho PR của x bằng 2 sẽ là bằng PR của gì nhỉ? Của R1 bằng 1 n với lại R2 bằng gì? Bằng 1. Như vậy tính này nó sẽ tính như thế nào? Nó sẽ tính như thế nào ạ? Cả lớp. Tại sao nó lại bằng 1/4? Nào thử hỏi bất kỳ một cao thủ toán học nào khác nào. Cao Huy Cường. Dạ có em ạ. Ok, dạ. Có biết cô đang hỏi gì không và có đang theo dõi dạ. Lớp học không? Cô đang hỏi là sao xác suất bằng 1/4. Ừ. Đúng rồi. Học môn này mà không học môn xác suất tốt, không học đại số tốt thì học môn này cũng sẽ hơi khó. Có 4 trường hợp lên xác suất bằng 1/4. 4 trường hợp là như thế nào? 4 trong trường hợp 4 trường hợp là những trường hợp nào? Dạ, R1 R2 cùng bằng 0. Một cái bằng 0 là 1 và hai cái bằng 1. Ừ. Như vậy là cái sự kiện xảy ra R1 và R2 xảy ra là bằng 1 ấy thì nó sẽ được phân bố đều và nó sẽ là bằng gì? Bằng 1/4, bởi vì trong cái tập mà của 2R, R0 và R1 thì nó chỉ có 4 trường hợp thôi, đúng không? Và mỗi trường hợp nó là các sự kiện xảy ra ngẫu nhiên nên nó được phân bố đều, đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ là 1/4 cho mỗi trường hợp. Vậy xác suất của nó sẽ là 1/4. Rồi, cảm ơn em. Xin lỗi, 1/4. Đúng không? Về các bạn sẽ làm một số câu dài hơn, ví dụ như bây giờ R sẽ là một cái biến ngẫu nhiên trong tập tăng lên, đúng không? Trong tập từ 0 cho đến 0,1, nhưng mà nó sẽ là 4/4 chẳng hạn. 4/4. Thì nếu như mà R là 4/4 thì cái x này này, cái x này là R1 cộng với R2 thì xác suất mà xảy ra x bằng 2 nó sẽ bằng bao nhiêu? Nào, ai nhẩm nhanh cho nảy số nhanh được cho cô? Nào, giả sử như cái tập này là 4/4, 0 và 1 thì xác suất để x bằng 2 này sẽ bằng bao nhiêu?
1/16. Tại sao lại là 1/16? Bây giờ muốn x bằng 2 thì r1 phải bằng 1 và r2 phải bằng 1. Ừ. Có 4 cái để chọn. R1 và 4 cái để chọn r2 và mỗi cái thì chỉ có đúng rồi. Một trường hợp để là 1 thôi. Đúng rồi. Như vậy là nó sẽ là 1 phần gì? 2/16 đúng không? Rồi, khái niệm tiếp theo là liên quan đến đây là biến ngẫu nhiên, còn khái niệm nữa là thuật toán ngẫu nhiên. Thế nào được gọi là thuật toán ngẫu nhiên? Các bạn học môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật chưa? Học chưa? Học rồi đúng không? Vậy thì bản chất là sinh ra cái thuật toán này để làm gì? Sinh ra thuật toán để làm gì ạ? Để tôi giải quyết bài toán. Để giải quyết bài toán. Bài toán như thế nào? Để tôi có thể biến đổi một cái tập dữ liệu đầu vào là x trở thành một cái tập dữ liệu đầu ra là y theo chủ ý của người dùng. Đúng không? Chủ ý của người dùng là bây giờ tôi muốn biến đổi là một tập x này nó trở thành một cái tập y theo một cái quy cách, một cái quy định nào đấy. Đúng không? Thì nó gọi là tập, nó gọi là một cái thuật toán xác định. Đúng không? Biến đổi một cái giá trị đầu vào thành một cái giá trị đầu ra theo đúng một cái quy luật nào đấy. Thì nó gọi là một thuật toán xác định. Tuy nhiên, nó còn một cái khái niệm nữa là một cái thuật toán ngẫu nhiên. Thuật toán ngẫu nhiên là gì? Là tôi có đầu vào xác định là m, nó là tập y, à tập x là đầu vào xác định, x thuộc m này, x này thuộc m. À m thuộc x trước ngược lại, m này là nó thuộc x, cô viết ngược lại đúng không ạ? Và m này cũng thuộc x, nó là một cái đầu vào xác định, một cái tập xác định. Nhưng mà khi mà tạo ra giá trị đầu ra ấy, dựa trên cái thuật toán này thì đầu ra nó lại là giá trị ngẫu nhiên. Nó lại là một biến ngẫu nhiên. Có nghĩa là gì? Là đầu ra nó không phải là một giá trị xác định nữa, đúng không? Cái AM này là một cái giá trị. Ví dụ như các bạn tạo ra một cái thuật toán để tôi biến đổi giá trị A này thành một cái phần tử A. À xin lỗi, một cái chữ cái A trở thành chữ cái B. Đúng không? Thì đối với lại thuật toán ngẫu nhiên là gì? Là phần tử đầu vào của bạn là chữ cái A, nhưng mà nó có thể là nằm ở trong một tập hợp từ A cho đến H. Từ A cho đến H. Và cái đầu ra của nó sẽ ngẫu nhiên lấy các cái ký tự A đến H, chứ không phải là A sẽ là A hoặc là A sẽ là B. Đúng không ạ? Và nó lấy ngẫu nhiên, tức là cái xác suất để xảy ra cái giá trị đầu ra của nó trong một cái tập hữu hạn nào đấy. Ví dụ như là trong cái tập, cái thuật toán này nó sẽ tạo ra là cho các bạn được lựa chọn đầu ra là từ A đến H, thì cái xác suất để xảy ra được cái Y trong khoảng từ A đến H này nó sẽ là 1 chia cho cái số lượng phần tử mà nó được tạo ra bởi cái thuật toán ngẫu nhiên này, đúng không? Vậy thì nó sẽ là một cái biến ngẫu nhiên, chứ không phải là một biến xác định. Một biến xác định là tôi xác định được chính xác giá trị của nó là bằng bao nhiêu. Còn biến ngẫu nhiên là gì? Là nó nằm ở trong một cái phân bố nào đấy mà tôi không xác định được chính xác giá trị của nó là bằng bao nhiêu cả. Thì đấy gọi là thuật toán ngẫu nhiên, khi mà nó biến đổi đầu ra, nó bất định. Đúng không ạ? Rồi đây là một số ký hiệu toán học thôi, đúng không? Vậy thì theo các bạn, hàm mật mã là cái hàm E này này, hàm tạo mã là hàm E này này. Nó sẽ là một thuật toán ngẫu nhiên hay là một thuật toán xác định? Theo các bạn.
khi nào thì một cái hệ mật mã nó là một thuật toán ngẫu nhiên hay là thuật toán xác định, và khi nào thì nó sẽ là một thuật toán xác định và khi nào thì nó sẽ là một thuật toán ngẫu nhiên. Cả lớp. Nếu K xác định thì nó sẽ là xác định, còn nếu mà K ngẫu nhiên thì nó sẽ là thuật toán ngẫu nhiên. Nếu K xác định thì nó sẽ là thuật toán xác định. Lúc nào khi mà nó tạo mã này em này, cái hàm E này này, khi mà nó tạo mã thì rõ ràng là nó sẽ phải biết được. Đây, con chuột của tôi đâu rồi? Khi mà nó tạo mã thì chắc chắn là nó sẽ phải biết được chính xác giá trị K là gì rồi chứ. Đúng không? Như vậy đối với hàm trong một hệ mật mã thì nó sẽ có hàm tạo mã và hàm giải mã đúng không? Và hàm tạo mã ấy, thì nó sẽ biết được chắc chắn các tham số đầu vào của nó là bằng bao nhiêu. Vì em là người tạo mã mà, em là người thiết lập các tham số. Thì rõ ràng là khi mà em tạo ra một cái hàm E, KM thì chắc chắn em biết được cái giá trị đầu ra của nó là bằng C. Và C ở đây là một giá trị xác định. Giá trị xác định. Thì cái hàm này sẽ là một hàm gì? Hàm xác định. Đúng không ạ? Nó không phải là một hàm ngẫu nhiên trong cái hệ mật mã, hệ mã mật. Đúng không? Tuy nhiên, thì khi nào thì nó sẽ là một hàm ngẫu nhiên, một thuật toán ngẫu nhiên. Khi nào? Khi hàm tạo mã không xác định. Hàm tạo mã không xác định á? Thế nào được gọi là hàm tạo mã không xác định? Trong trường hợp nào nhỉ? Trong trường hợp là E trừ 1 của KM, đúng không? E trừ 1 nhé, của KM, tức là cái hàm mà tôi biến đổi ngược lại. Và tôi chỉ biết được giá trị C1 thôi, đúng không? Và bây giờ E trừ 1 của KM thì nó sẽ phải bằng gì nhỉ? Đây, trong trường đây sẽ là thuật toán xác định. Đây là thuật toán xác định. Đúng không? Và EKM sẽ phải bằng C. Còn cái thuật toán giải mã là D sẽ là gì? Là K của gì? K của C. Đúng không ạ? Thuật toán giải mã là K của C, nhưng nếu như tôi không biết K, không xác định K, không biết về K, và tôi chỉ đưa ra được một cái dự báo rằng là vì không biết về K mà nên là tôi chỉ đưa ra giá trị dự báo là D này bằng một cái C phẩy, à xin lỗi, bằng một cái M phẩy, và M phẩy nó nằm ở trong một cái khoảng, một cái tập AM nào đấy. M phẩy nó không xác định ở trong cái tập AM nào đấy, và cái tập AM này mà càng lớn và cái xác suất phân bố của cái M phẩy này mà càng bé, đúng không? Thì cái D này sẽ là một cái hàm không xác định. Và cái hàm không xác định này sẽ đảm bảo được về cái tính bảo mật của hệ mã. Tính bảo mật của hệ mã, đúng không ạ? Rồi, tóm lại là các bạn chú ý cho cô một số khái niệm về tập hữu hạn này. Rồi khái niệm về phân bố đều, xác suất phân bố đều của các phần tử trên một tập U, đúng không ạ? Vậy thì tổng xác suất của các phần tử mà xác định trên một tập U ấy thì nó sẽ bằng 1, và phần tử P của X thì sẽ bằng 1 trên U, 1 trên số lượng các phần tử của U. Và khái niệm về các sự kiện, rồi biến ngẫu nhiên, vân vân.
Tiếp theo nữa là về khái niệm về biến độc lập. Biến độc lập thì định nghĩa là các sự kiện A và B được gọi là độc lập. Nếu trong trường hợp là cái xác suất để cho A và B, A tức là xảy ra cái giao giữa A và B ấy, thì nó sẽ bằng là xác suất của A nhân với B, đây là phép nhân hẳn hoi nhé, là phép A nhân với B, đúng không? Và đây là một số ví dụ liên quan xác suất của x bằng A xảy ra đồng thời với sự kiện là y bằng B thì nó sẽ là bằng xác suất của x bằng A nhân với lại xác suất của y bằng B. Đây là công thức thôi. Thì các bạn sẽ thấy là ví dụ như tôi sẽ có một cái tập hợp U, một cái tập hợp U là một tập mà có hai phần tử 0 và 1 và có số lượng phần tử là 2. Như vậy là các phần tử ở trong tập U này nó có thể là xảy ra những cái trường hợp này, sẽ có 4 trường hợp xảy ra, đúng không? Và xác suất cho một cái phần cái sự kiện này xảy ra một cái nhỏ để thành một cái vector phân bố này là nó sẽ là bằng 1/4. Đúng không? Thì trong trường hợp là nếu như tôi định nghĩa rằng là cái biến ngẫu nhiên y, x và y thì nó sẽ bằng là x là bằng lsb của r và y là bằng msb của r. Đúng không ạ? R thì nó sẽ thuộc u, thì đây là các giá trị r. Đúng không? Vậy thì để cho x bằng 0 và y bằng 0 đồng thời, đúng không? Thì cái xác suất nó xảy ra sẽ là bằng 1/4. Vì sao? X sẽ là cái bit có trọng số thấp nhất của R và y sẽ là bit có trọng số cao nhất của R. Và để cho x cái bit trọng số thấp nhất của R bằng 0 và bit có trọng số cao nhất của R bằng 0, đúng không ạ? Thì xác suất của nó sẽ bằng 1/4. Nó sẽ cho trường hợp nào nhỉ? Sẽ cho trường hợp này này. Đúng không? Đúng không? Và cái này sẽ là bằng 1/4, đúng không ạ? Rồi, một số cái khái niệm liên quan đến cái toán tử XOR này. Bạn nào còn nhớ đến cái toán tử XOR này không? Bitwise addition. Và cái này nó sẽ tương ứng với cái phép gì nhỉ? Đây chính là bảng sự thật của cái toán tử này, đúng không? Hai giá trị bit mà giống nhau ấy thì nó sẽ triệt tiêu cho nhau. Vậy thì giá trị đầu ra của nó bằng 0, còn nếu mà khác nhau thì giá trị đầu ra của nó bằng 1. Ví dụ như các bạn thực hiện một cái phép toán này, đúng không? Và thực hiện phép XOR thì đây chính là giá trị đầu ra. Giá trị đầu ra của nó, đúng không ạ? Và cái XOR này được sử dụng cực kỳ nhiều. Cái toán tử này là cái toán tử thông dụng trong tạo mã XOR. Chú ý là toán tử. Đấy. Đấy. Toán tử thông dụng trong các hàm tạo mã. Các bạn có biết lợi thế của cái XOR này là gì không? Ví dụ như tôi có là C bằng XOR với Y, đúng không? Thì nó có những cái tính chất như thế nào? Tính chất như thế nào ạ? Giả sử như mà cô biết Y và cô biết C thì cô có suy ra được X không? Có. À, X sẽ bằng gì? Ví dụ như nếu mà C bằng 0 thì X sẽ bằng Y. Nếu mà C bằng 0 thì X sẽ bằng Y. Còn nếu C bằng 0 thì X sẽ bằng Y. Cô đang hỏi là nếu như cô biết Y và C thì cô sẽ có suy được X không? Có. Bằng gì? Công thức. X sẽ bằng gì? X sẽ bằng y cộng y x o c à y x o c x sẽ bằng y x o c y gì so với gì c. So với c, đúng không? Cái toán tử so này, đúng không ạ? Y như vậy là tại sao nó dùng thông dụng? Thông dụng thứ nhất là nó có khả năng khôi phục,
khôi phục dữ liệu rất nhanh, đúng không? Thay vì em sẽ phải đi tìm hàm, ví dụ như cô có một cái biến đổi y bằng fx, đúng không? Thì nếu như mà cô có y, khi cô có y mà bây giờ cô muốn tìm ra x thì cô sẽ phải làm thế nào? Giả sử như cô có một cái biến đổi là y bằng fx, một cái hàm f này là nó là một cái hàm xác định, thì nếu như mà cô muốn đi tìm y, cô có y mà cô muốn đi tìm x thì cô sẽ phải làm cái gì? Là x nó sẽ phải bằng f trừ 1 của y, đúng không? X bằng f trừ 1 của y, tức là cô sẽ phải đi tìm hàm ngược để cô biến đổi x trở về, đúng không ạ? Vậy thì đối với cái hàm so này nó rất là dễ, là gì? Cái hàm ngược của nó chính là một cái phép toán mà cộng y với lại cái giá trị, cộng một cái tham số khóa nào đấy với lại cái giá trị đầu vào, thì cô sẽ tìm ra được cái giá trị ngược này. Đây nhá, ví dụ như là y bằng f với xk, nó có hai biến đầu vào đúng không? Thì đây cũng sẽ phải là x sẽ phải bằng f của yk, đúng không ạ? Vậy thì cái hàm ngược này là cái hàm mà mình rất khó định nghĩa. Vậy thì cái x so này là một cái toán tử rất là phổ dụng, bởi vì là nó tạo ra cái hàm ngược này đơn giản. Tạo ra cái hàm ngược này rất là đơn giản, đúng không ạ? Và nó được dùng rất nhiều trong thuật tạo mã. Tất nhiên là khi mà nó đơn giản thì nó sẽ bị trả giá bằng những cái thứ khác, đúng không? Đơn giản thì dễ bị phá, dễ bị tấn công. Rồi, một số tính chất quan trọng của XOR là gì? Là nếu như X, Y là một biến ngẫu nhiên trong cái tập U này, và X thì sẽ là một biến đồng nhất độc lập ở trong cái tập U, ngẫu nhiên khác với lại đồng nhất độc lập. Vậy thì khi mà biến ngẫu nhiên ấy, đối với biến ngẫu nhiên, đúng không? Thì nó xác suất xảy ra của nó cũng sẽ ngẫu nhiên, và mình sẽ không xác định được là nó bằng bao nhiêu. Còn nếu mà là đồng nhất độc lập ấy, đúng không ạ? Thì sẽ biết chắc chắn được là nó xác suất xảy ra là nó là một cái xác suất phân bố đều. Ví dụ nó là một, nó chỉ có một trong hai giá trị này thì xác suất xảy ra của nó sẽ là 1/2. Vậy thì khi mà tôi tính cái xác suất để cho một cái giá trị z xác định nào đấy bằng 0 hoặc bằng 1, đúng không? Thì nó sẽ là bằng gì? Bằng 1/2. Theo cái tính chất của cái hàm XOR này, đúng không ạ? Tính chất của hàm XOR này là bằng 1/2. Thế bạn nhớ cho cô nhá, bởi vì là đến sau sang cái phần mã dòng mà chúng ta có cái khái niệm về tấn công mã OTP này này, là nó sẽ sử dụng rất là nhiều. Rồi, có một cái mà cô cũng muốn các bạn đọc trước, đấy chính là bài toán về ngày sinh nhật, hay là nó gọi là nghịch lý ngày sinh nhật, nghịch lý ngày sinh. Bạn nào biết về cái nghịch lý ngày sinh này, có thể trao đổi cho cả lớp nghe. Nghịch lý ngày sinh nhật. Bạn nào biết về cái khái niệm này ạ? Và đây chính là một trong những cái thủ thuật để nó tấn công về các hàm băm. Ví dụ như các bạn các bạn biết là đối với lại những cái phần mà gọi là các ứng dụng, mà các cái tool mà các bạn tạo web thông thường ấy, và các bạn sử dụng tài khoản để các bạn đăng ký đăng nhập vào trong một cái website nào đấy, thì cách đơn giản nhất là nó sẽ sử dụng một cái hàm băm MD5. Hàm băm MD5 này để nó băm cái tài khoản đầu vào, băm cái password. Băm cái password của bạn, đúng không? Password của các bạn sẽ được hash qua cái hàm băm MD5 này, đúng không ạ? Password của bạn sẽ là một cái bộ ký tự bao nhiêu chữ cái đấy, và nó sẽ băm thành một cái chuỗi cố định, có chiều dài cố định, chuỗi số có chiều dài cố định. Và hầu hết tất cả những cái cơ sở dữ liệu của các bạn sẽ không bao giờ lưu password dưới dạng plain text cả. Không bao giờ. Là không. Đúng không? Bởi vì plain text thì khi mà các bạn bị một cái tấn công vào trong một cái ổ cứng mà lưu tất cả các cái password này, cơ sở dữ liệu lưu các password này, là nó biết được cái password để đăng nhập đầu vào là gì. Và nó sẽ lưu ở dưới dạng là mã băm hash của cái password này, thông qua cái hàm MD5 này.
đúng không? Vậy thì khi mà nó băm đi, đúng không, là cái password này nó trở thành một cái chuỗi x, y, z gì đó, và nó sẽ lưu cái mã băm này. Vậy thì khi mà các bạn đăng nhập vào ấy, thì nó sẽ băm một lần nữa để nó so sánh cái mã băm này tồn tại ở phía bên trong cái cơ sở dữ liệu về về tài khoản của các bạn, đúng không? Nó so sánh hai cái chuỗi số này, nếu mà hai chuỗi số này mà bằng nhau ấy thì coi như là bạn mở khóa được. Và tiêu chuẩn của cái hàm băm này là gì? Là bất kỳ đầu vào nào mà khác nhau thì nó sẽ phải sinh ra một cái chuỗi băm là khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn. Theo các bạn thì điều này có xảy ra trong thực tế hay không? Điều này có xảy ra trong thực tế hay không ạ? Sẽ đi phân tích cái ý nghĩa của cái bài toán gọi là một cái nghịch lý về bài toán về ngày sinh nhật. Thì nó sẽ tính ra là trong một nhóm khoảng 23 người, nó rất là ngẫu nhiên thôi. Tôi nhặt ra 23 người ngẫu nhiên, ví dụ trong lớp này của các bạn có 70 bạn, thì cô nhặt ra 23 bạn về ngày sinh ý. Thì xác suất để xảy ra hai bạn có cùng ngày sinh là sẽ bằng 1. Tức là trong một cái nhóm người 23 bạn thì thế nào cũng sẽ tồn tại có hai bạn là cùng ngày sinh. Nó đã tính toán ra là như thế rồi. Đúng không? Như vậy là nếu như mà tôi có một cái phần tấn công mà đủ lớn, đúng không? Tôi tạo ra một cái chuỗi, cái bộ password đủ lớn và tôi cứ băm, thì sẽ đến một lúc nào đấy cái mã hash của tôi sẽ trùng với lại cái mã hash trong cơ sở dữ liệu về tài khoản. Đúng ạ. Và nếu như mà tôi sẽ tạo ra cái bộ password này đủ lớn với một cái số lượng nhất định nào đấy thì thể nào tôi cũng sẽ phá được. Tức là tôi tìm kiếm giống như các bạn chơi Vietlott ấy, đúng không ạ? Nó gọi là sổ số điện tử ấy. Thì các bạn cứ mua càng nhiều và số lượng mua của các bạn càng lớn, sẽ đến một ngày đẹp trời nào đấy cái xác suất để cho bạn trùng với lại cái giải độc đắc là nó sẽ rất là cao. Đúng không? Nhưng mà nó phải có một cái điều kiện đủ lớn nào đấy thì nó mới xảy ra được. Thì đối với ngày sinh nhật thì nó đã chứng minh được rằng là cứ 23 người trong một cái nhóm người ngẫu nhiên, bốc một nhóm người ngẫu nhiên, thì thể nào cũng sẽ xuất hiện có hai người là có cùng ngày sinh nhật với nhau. Vậy thì nếu mà mô hình hóa về mặt toán học về bài toán ngày sinh này nó sẽ là gì? Là các cái biến phân bố, gọi là phân bố độc lập, các biến ngẫu nhiên phân bố độc lập này trong cái tập U này, đúng không? Và với cái kích thước của tập U ấy, với một cái số lượng N là bằng 1/2 nhân với lại 1/2 nhân với lại số lượng của U mũ 1/2, thì cái xác suất để xảy ra cái sự kiện là cái giá trị RI này bằng cái giá trị RG này là nó sẽ lớn hơn 1/2. Và khi mà lớn hơn 1/2 này thì nó là đáng kể rồi, đúng không? Là một cái số đáng kể, là một cái xác suất mà xảy ra lớn, đáng kể, đúng không? Khả năng xảy ra là rất cao rồi, đúng không? Và trong trường hợp cụ thể là nếu như cô sẽ discard cái phần vẽ vời ở đây đi để cho các bạn dễ nhìn. Trong trường hợp cụ thể là nếu như tôi có một cái tập là các giá trị là từ 0 đến 1 và độ dài gọi là tối đa của cái tập này, số lượng phần tử tối đa của tập này là 128, đúng không? Thì nếu như tôi lấy mẫu khoảng 202 mũ 64 bản tin ngẫu nhiên trong tập ngẫu nhiên từ U này, thì sẽ có một vài mà có hai cặp ấy, tức là một vài mà có hai mẫu là gần như là tương tự nhau, đúng không ạ? Như vậy là đây chính là một trong những cái tấn công rất nổi tiếng đối với lại hàm băm là gì, là khi mà bạn biến đổi một cái tập bản chất, khi mà các bạn tạo ra hàm băm ấy, là bạn sẽ tạo ra một cái thuật toán gọi là thuật toán ngẫu nhiên, là bạn biến đổi
bạn biến đổi x, đúng không ạ, một cái tập x đầu vào. Rồi. Làm thế nào để cho nó không lằng ngoằng thế này? Một cái tập x đầu vào này thông qua một cái thuật toán ngẫu nhiên, đúng không? Ax thì sẽ có những trường hợp là gì? Là nếu như cái tập x đầu vào của bạn và bạn thử với một số lượng mẫu đủ lớn, đúng không? Ví dụ như là 2 mũ 64 mẫu thì thể nào bạn cũng sẽ ra được hai cái y1 và y2 này là gần nhau, gần giống nhau và có thể là giống hệt nhau. Và ở đây nó gọi là tính xung đột. Xung đột của hàm băm. Và cái tính xung đột này nó sẽ chính là cái phần để cho một người nào đấy tấn công và muốn phá cái độ bảo mật của hàm băm thì nó sẽ thử và nó sử dụng rất là nhiều phép thử và nó sử dụng cái nguyên lý về nghịch lý về ngày sinh nhật này để nó tạo ra. Và đây là một cái thống kê, ví dụ như là các bạn có số lượng là bao nhiêu mẫu, 1.000 mẫu này chẳng hạn, đúng không? Thì cái xác suất mà bị xung đột giữa hai mẫu nó giống nhau ấy là nó khoảng 0.4, đúng không ạ? 0.4. Còn nếu mà các mẫu của bạn mà càng tăng lên, đúng không? Ví dụ như 10 mũ 6 này này thì cái xác suất mà để cho hai mẫu nó giống hệt nhau là bằng 1. Tức là gì? Là trong một cái tập, đúng không? Một cái tập hữu hạn, ví dụ như là 0.1 mà các bạn có 10 mũ 6 mẫu, u là có 10 mũ 6 mẫu thì thể nào các bạn cũng sẽ tạo ra hai cái giá trị giống nhau và cái xác suất xảy ra để hai giá trị đấy giống nhau trong cái tập đấy là bằng gì? Bằng 1. Đúng không ạ? Thì đấy là một số những khái niệm sơ khởi ban đầu về lý thuyết xác suất và cô đang lấy ví dụ cho các bạn nó liên quan gì đến phần mật mã. Nó liên quan như thế nào và nó liên quan gì đến phần mật mã. Thì đấy là cái phần kết thúc của chương 1, đúng không? Giới thiệu các cái hệ mật mã rồi khái niệm vân vân và vân vân và một phần về lý thuyết toán xác suất rất là sơ khai như thế nào. Bạn nào mà học toán khá hoặc là gọi là cao thủ về toán nghe cái này lại có vẻ lại thấy lại buồn cười, đúng không? Rồi đến phần thứ hai là về chương 2. Chương 2 là các bạn sẽ học về mã dòng. Mã dòng thì cô đã để sẵn ở trên team rồi và các bạn tìm ở trên team nhé. Trên team. Team đâu rồi? Đây, ở đây nhá. Ở trong cái slide này. Được chưa ạ? Chương 2 về mã dòng thì vì là thời gian cô để đến 5 giờ thôi nhưng mà cô sẽ nói để đến buổi sau chúng ta sẽ vào đề nhanh hơn. Mã dòng này là một loại mật mã đối xứng. Mật mã đối xứng có nghĩa là gì? Là quá trình giải mã và quá trình tạo mã là nó sử dụng chung một khóa mật. Cái thuật lập mã, đúng không ạ, là E này thì nó sẽ sử dụng chung với lại D. À xin lỗi, nó sử dụng chung khóa với lại D. Và đối với mã dòng thì nó ngược lại với cái trường hợp hệ tạo mã kia của cô là cô nói về hệ tạo mã chung, đúng không? Thì đối với mã dòng ấy thì E sẽ thường sẽ là ngẫu nhiên. Và D sẽ là một thuật toán xác định. Còn E sẽ là một thuật toán ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên tức là nó sẽ tạo ra một cái giá trị C, nó sẽ nằm ở trong một khoảng ngẫu nhiên nào đấy. Còn D thì nó sẽ là luôn là một cái thuật toán xác định để nó có thể convert được giá trị chính xác của bản tin đầu vào là gì. Và cái quá trình mà nó tạo ra chuyển đổi được bản tin đầu vào thì nó sẽ cái tham số biến thứ hai nó chính là C chính bằng EKM này, đúng không? Và nó sẽ là gì? Là bằng M. Vậy thì mã dòng ở đây, cái mã đầu tiên và đơn giản nhất là nó sử dụng OTP. OTP. Các bạn quá quen thuộc OTP trong những cái ứng dụng nào nhỉ? Ứng dụng đăng nhập tài khoản này, đăng ký đăng nhập tài khoản của một cái website nào đấy hoặc một cái ứng dụng nào đấy này. Ứng dụng trong phần xác thực về một cái giao dịch ngân hàng nào đấy, đúng không? Các bạn cũng sẽ phải sử dụng OTP. Thì P này không phải là password mà nó là pass. Nó cũng vẫn là một cái phát âm giống là password. Và tiếng Việt của nó là bảng mã sử dụng một lần.
và mã sử dụng một lần. Vậy thì nó chính là một cái khóa này này, một cái khóa, và cái khóa này nó được tạo ra một cách ngẫu nhiên tại thời điểm tạo mã. Và nó chỉ được sử dụng đúng cái lần đấy để tạo mã và để giải mã thôi. Và nó không được sử dụng lần thứ hai cho một những trường hợp khác. Các bạn có thấy hơi sai sai hay hơi vô lý ở đây không? Cả lớp. Nó chỉ được phép sử dụng một lần thôi. Và nếu như mà cái khóa đấy lại được sử dụng cho một cái thuật toán tọa mã ở một cái thời điểm khác thì nó sẽ vi phạm vào trong cái luật tạo mã dòng. Giả sử như các bạn có một cái bản tin là đây, ở trong bản tin này là các cái phần tử thuộc cái tập U, và bản tin này có độ dài là 1, 2, 3, đây là sẽ có là 7 phần tử, đúng không? 7 phần tử. Và cái bản tin này được mã hóa bằng cách là nó sẽ XOR cộng XOR với lại khóa. Khóa này là cũng là một chuỗi giá trị các phần tử nhị phân 0, 1 này, đúng không? Và cái khóa này được tạo ra theo tính chất nào? Là nó sẽ là ngẫu nhiên tại cái thời điểm các bạn tạo mã. Và các bạn sẽ không biết được là cái khóa này giá trị cụ thể nó là bằng bao nhiêu, đúng không? Tức là nó tại cái thời điểm đấy bạn dùng thôi. Và khi mà các bạn tạo ra được mã thì cái phần giải mã của các bạn là để khôi phục được cái phía bên thu ấy, khôi phục được lại bản tin này thì bằng cách là lấy bản mã cộng với khóa là sẽ khôi phục ra được gì? Được bản tin đây. Đây chính là D. Đúng không ạ? Khôi phục ra được bản tin. Tuy nhiên là để cái hệ mã này bảo mật hoàn toàn thì điều kiện là gì? Là điều kiện là khóa này chỉ được phép sử dụng một lần và khóa phải được tạo ra một cách thật sự ngẫu nhiên. Thế nào được gọi là thật sự ngẫu nhiên? Là khóa nó sẽ nằm ở trong cái tập K này. Khóa nó sẽ được nằm ở trong cái tập K này, đúng không ạ? Một cái khóa K nó sẽ thuộc cái tập K, K lớn này. Đúng không? Cái tập K lớn này là các phần tử có giá trị 0 và 1 và có độ dài là n. Như vậy là xác suất của K là bằng mấy? Nếu như K là một biến ngẫu nhiên thì PR của K sẽ bằng mấy? Bằng gì? Một trên gì? 2 mũ n. 1/2 mũ n. Không? 1/2 mũ n. Và làm thế nào để chỉ có được phép là sử dụng một K một lần thôi, K một lần, và làm thế nào để cho K thật sự ngẫu nhiên? Theo các bạn làm thế nào? Sử dụng một hàm tạo số ngẫu nhiên ở trong máy tính hay là bằng cách nào đấy? Các bạn phân biệt cho cô về truly random. Và pseudo random, một cái là ngẫu nhiên và một thật sự ngẫu nhiên và một cái là giả ngẫu nhiên. Ở trong trong môn học nào hay trong môn toán nào mà có hai khái niệm này nhỉ? Thật sự ngẫu nhiên và giả ngẫu nhiên. Vậy thì thật sự ngẫu nhiên nó có tồn tại trong thực tế hay không? Trong các hệ máy tính số của mình hay không? Các bạn có thể nói cho cô một số ví dụ về các cái sự kiện thật sự ngẫu nhiên cho cô xem nào.
Bạn nào có thể đưa cho cô một số ví dụ? Ơ hay, cái lớp này hỏi có mình cô độc thoại thế này. Cả lớp có đang học hay không đấy? Có người bị sét đánh á. Hiện tượng tự nhiên đúng không? Không đâu, hiện tượng tự nhiên à. Người ta vẫn dự báo được cái thời điểm nào là thời điểm mà nó xảy ra cái quá trình tích điện ở đám mây, rồi ở khu vực nào là khu vực mà nó hiện tượng sấm sét nó sẽ xảy ra. Người ta vẫn dự báo được tại cái thời điểm nào đó và tại cái khu vực nào đấy. Đúng không? Các bạn học về môn về vật lý địa cầu rồi gì gì đấy là các bạn sẽ có thể có các mô hình dự báo chứ. Khi mà nó đã được gọi là dự báo được ấy thì nó không được gọi là thật sự ngẫu nhiên nữa. Sổ số ạ. Sổ số là đúng rồi, sổ số cũng là một trong những trong trường hợp nó không phải là sổ số điện tử mà sổ số mà các bạn đang sử dụng cái sổ số lồng quay ấy, đúng không? Thì cái phần mà quay ra các cái số đấy thì cũng được coi là các sự kiện ngẫu nhiên. Ok, đúng rồi, sổ số. Còn gì nữa không? Nhưng mà không phải là sổ số điện tử đâu nhá. Sổ số điện tử nó vẫn phụ thuộc vào máy móc, vẫn phụ thuộc vào con người, vẫn do một người nào đấy quản lý. Và nó vẫn phải phụ thuộc vào một cái hạt mầm đầu tiên sinh ra nó. Và cái hạt mầm đấy mà không ngẫu nhiên thì toàn bộ các cái giá trị đầu ra của nó cũng sẽ không ngẫu nhiên. Còn gì nữa không? Trong kỹ thuật. Trong kỹ thuật các bạn học về về vật điện tử tương tự nhỉ? Điện tử tương tự đúng không? Liên quan đến về cả các cái vật liệu rồi liên quan đến cái tín hiệu điện trong các cái hệ động học, động lực học phi tuyến đúng không ạ? Thì các đã gọi là phi tuyến tức là các giá trị đầu ra của nó sẽ không được biểu diễn theo một cái hàm xác định nào đấy, thì có thể là những cái tín hiệu hoặc là những cái sự kiện liên quan đấy nó cũng có thể là gì thật sự ngẫu nhiên được, có một cái hệ bất, một cái hệ không ổn định, một cái hệ động lực học phi tuyến không ổn định thì nó cũng có thể được gọi là những cái tín hiệu, những cái giá trị đầu ra là gì, là ngẫu nhiên. Nhưng mà thật sự là rất khó để có thể tạo ra các tín hiệu mà thật sự ngẫu nhiên, và đặc biệt là cái tín hiệu thật sự ngẫu nhiên này được đưa vào để tức là được đưa vào trong cái hệ thống máy tính để đưa vào trong cái hệ thống các khối xử lý thì nó cũng sẽ bị thay đổi và bị biến dạng đi, và lúc đấy nó có thể là nó sẽ không ngẫu nhiên nữa, đúng không? Và để tạo ra được một cái hệ mã rất là đơn giản là mã dòng khác với mã khối ở điểm nào. Mã dòng khác với mã khối là mã khối thì các bạn sẽ phân chia, các bạn sẽ biết trước được kích thước dữ liệu đầu vào của các bạn là bao nhiêu, và các bạn sẽ phân chia cố định các cái khối để các bạn mã hóa trên từng khối. Còn đối với mã dòng là bạn không quan tâm dữ liệu đầu vào của bạn là bao nhiêu, và bạn xử lý trực tiếp trên từng phần tử thông tin mà các bạn có thể xử lý được. Ví dụ như phần tử hiện nay trong xử lý thông tin nó là 1 bit, đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ tác động trực tiếp lên một cái bit nhất định nào đấy trong khi mà nó nhận được, và nó cũng không quan tâm là nó nhận số lượng bit là được bao nhiêu bit. Và cái cách này là cái cách mà để cho hệ thống của các bạn tính toán ra xử lý dữ liệu là nhanh nhất. Đây là cái phép toán rất là sơ khởi, đúng không? Các bạn cộng với lại một cái chuỗi ngẫu nhiên nào đấy, chuỗi khóa ngẫu nhiên nào đấy, và bạn gửi đi cái bản mà trộn giữa bản tin của bạn và chuỗi khóa ngẫu nhiên. Đấy là cái cách mà dễ nhất, và thông qua cái Bitwise XOR này, đúng không? Bên giải mã chỉ làm một việc đơn giản là làm thế nào để tôi biết được cái key này, cái khóa này, và tôi cộng ngược lại với lại cái bản tin tôi nhận được, và tôi sẽ ra được cái bản tin mở. Là đơn giản, đúng không ạ? Đấy là cái cách thức đơn giản nhất. Nhưng mà điều kiện để cho nó bảo mật hoàn toàn thì cái key này chỉ được sử dụng một lần và nó phải thật sự ngẫu nhiên. Thì điều đấy nó xảy ra cái vấn đề là gì? Là nó khôi phục tín hiệu rất dễ, đúng không? Nhưng mà nó sẽ phi thực tế. Sẽ phi thực tế, nó rất nhanh trong cái vấn đề về mã hóa, về giải mã, đúng không ạ? Nhưng mà nó phi thực tế trong cái điều kiện để nó đảm bảo được tính bảo mật của hệ mã. Đấy là về điều kiện về ngẫu nhiên của khóa, về sử dụng một lần của khóa,
đúng không? Và gần như là không có ai mà có thể tạo ra được cái này trong thực tế cả. Nên chính vì thế mà nó sẽ phải chuyển sang một cái khái niệm mới. Cái này phần này cô sẽ nói sau, chuyển khái niệm mới chính là nó phải tạo ra cái bộ giả ngẫu nhiên. Giả ngẫu nhiên. Vậy thì giả ngẫu nhiên nó khác với lại ngẫu nhiên ở điểm nào? Và điểm yếu, điểm mạnh khi mà tôi coi cái OTP này nó là một cái truly number random generator hay là nó coi nó là một cái pseudo random generator thì nó sẽ có ưu và nhược điểm như thế nào, thì buổi sau chúng ta sẽ học tiếp nhé, trong mã dòng. Và đây chính là một trong những mã dòng nguyên thủy và sơ khởi đầu tiên trong cái phân loại mã dòng của hệ mật mã. Rồi, hôm nay cô sẽ cho các bạn nghỉ sớm một chút. Các bạn có câu hỏi gì không? Liên quan đến bài tập hôm trước và liên quan đến nội dung bài giảng hôm nay. Không ạ. Vậy thì để học cái lý thuyết về mã dòng này để cho các bạn hiểu hơn ý, nó không bị trừu tượng quá, thì các bạn cố gắng xem cái video này nhá. Cô đang để sẵn cái link ở đây rồi. Đâu rồi không biết. Đây. Video về đây là xác suất thống kê này, lý thuyết thông tin này. Đây, video một trong hai cái video này. Thì các bạn xem lại cho cô, coi như là học hiện liệu online trước mỗi buổi học, để đến lúc mà học thì các bạn sẽ hiểu nhanh hơn và có thể tương tác được tốt hơn. Bài tập về nhà của tuần này đó là các bạn sẽ tạo cho cô một hệ mã mật riêng của các bạn theo tùy biến, với điều kiện là gì? Một cách rất sơ khởi là các bạn có thể sử dụng cái toán tử XOR thôi, đúng không? Tuy nhiên là khi mà các bạn tạo ra cái hệ mã mật đấy thì bạn làm cách nào để cho cái phía bên gửi, ví dụ như là các bạn gửi cho cô, đúng không? Cô có thể có khả năng giải mã được. Và làm thế nào để cho cái phần ví dụ như người khác chẳng hạn, họ nhận được mã của các bạn, họ không thể phá mã được, nhưng mà cô lại vẫn có thể giải mã được các bạn. Một cái cách nào đấy, một cái thuật toán nào đấy mà các bạn có thể tự nghĩ ra được, chứ không phải dựa trên các thuật toán cơ bản, cơ sở. Ok không? Vâng ạ. Đây, cô sẽ viết yêu cầu rồi nhá. Không làm được có bị trừ điểm cô. Ai. Nếu cô không phá được thì cô cho em 10 điểm nhé. Nếu cô không phá được thì cô cho em 10 điểm à? Khó nhờ. Ok. Em thưa cô là cái bài tập về nhà buổi trước có phải bắt buộc phải lô không ạ? Khi mà đã là bài tập mà cô đã tạo assignment để cô gán cho các bạn thì bắt buộc những cái bài tập đấy phải nộp. Bạn nào không nộp thì bạn ấy sẽ bị trừ điểm. Nhỡ không tìm ra được cái chữ cái nào nữa thì làm sao ạ? Không tìm ra được chữ cái nào nữa là thế nào? Bài hôm trước ạ cô. Nào. Em không có khả năng tìm ra được hay là như nào? Em không tìm ra được thì em cũng vẫn phải trình bày cái lời giải của em và tại sao em lại không tìm được. Em không đúng thể rồi. Suy luận được. Đúng không? Bài học toán mà có bài có bạn giải được có bạn không chứ? Nhưng mà vấn đề là mình vẫn phải thể hiện được là mình có tư duy, mình có thực hiện giải cái bài toán đấy không? Hay là mình để đấy? Còn có rất là nhiều công cụ trong ngay cả DES hoặc là AES cũng như thế. Nó sẽ có rất là nhiều công cụ để cho các bạn, không nhất thiết là các bạn phải thực hiện các cái phép phá mã mà nó có sẵn những công cụ đấy. Thì ngay cả cái việc các bạn tìm kiếm được các công cụ đấy cũng đã là được ghi nhận rồi. Đúng không ạ? Còn nếu mà bạn siêu hơn nữa thì bạn tự tạo ra cái công cụ đấy để bạn phá mã. Mà bạn không thể tự tạo được thì bạn có thể làm cách thủ công hoặc là như thế nào đấy. Nhưng mà miễn là bạn thể hiện được là bạn đã có tham gia và giải quyết bài tập đó. Chứ còn bây giờ bạn này, bạn copy của người khác, bạn nộp cho cô thì cô cũng không có cách nào để cô xác thực được là bạn có copy hay không, thì đấy cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà ít nhất là bạn cũng đã
đã thể hiện được là à, bạn có quan tâm đến vấn đề này và bạn đã có tham gia để các quan tâm khi mà bạn bạn lấy tham khảo, cũng không nói là copy mà có tham khảo đúng không, thì bạn cũng đã là có quan tâm đến môn học để bạn tham gia vào lớp học và bạn tương tác với lớp học rồi, đúng không ạ? Bài tập về nhà là tìm các phương pháp, thực sự là toán thôi. Các bạn tạo mã dòng, ok, tạo cho cô một cái mã dòng rất là đơn giản là làm thế nào. Tôi có một cái bản tin đầu vào, các bạn có thể mã hóa cái chữ cái ABC, các bạn chuyển đổi nó trở thành các cái cặp, thành các cái bit nhị phân. Sau đấy là các bạn sẽ tạo ra một cái key cho nó. Vậy thì cái key ở đây ấy, là cô đang yêu cầu nó làm đơn giản chỉ là sử dụng phép XOR, thì các bạn có thể sử dụng những cái gì khó hơn cũng được. Đơn giản cái key ở đây là cô yêu cầu các bạn là tạo ra nó ngẫu nhiên. Thế thì làm thế nào để tạo ra ngẫu nhiên được? Thì các bạn đi tìm kiếm các cái thuật toán để tạo ra được các chuỗi số ngẫu nhiên. Bài tập nào mà cô không gán thì có nghĩa là các bạn làm để được khuyến khích, được điểm khuyến khích. Còn bài tập nào mà cô đã gán rồi thì bắt buộc các bạn sẽ phải nộp là tìm các thuật toán tạo chuỗi số ngẫu nhiên. À, khi mà nói đến chuỗi số ngẫu nhiên thì nó sẽ có hai trường hợp là chuỗi giá trị, ví dụ như là số giá trị trong nằm trong khoảng từ 0 cho đến 9 được gọi là ngẫu nhiên. Cái tập này là tập từ 0 đến 9 đến n này. Còn nó, hoặc là nó là một chuỗi bit từ 0 đến 1 thôi đến n, đúng không? Vậy thì cô sẽ ưu tiên là các bạn tìm các thuật toán để tạo ra được chuỗi bit ngẫu nhiên này. Còn chuỗi giá trị ấy, thì nó có thể là alpha b, a, b, c, đúng không? Vân vân. Rồi là n phần tử thì không nói, nhưng mà cô sẽ ưu tiên là các bạn tạo ra được chuỗi bit ngẫu nhiên này để các bạn suy ra được cái k này, và các bạn có thể suy ra được cái hàm e k m bằng k cộng m. Đúng không? K cộng m. Và làm thế nào để cho cô giải được cái chuỗi thông tin của các bạn bằng cách là d k c này sẽ bằng là k cộng với c, đúng không? Và k này sẽ phải là một cái chuỗi bit ngẫu nhiên. Còn các bạn có thể sử dụng nhiều hơn nhiều một cái toán tử này hay là như thế nào đấy, tùy các bạn, hoặc các bạn có thể nhiều sử dụng nhiều lớp e này, tùy các bạn, nhưng với điều kiện nhá, tạo ra một cái hệ mật mã riêng ấy thì bắt buộc phải công khai thuật toán. Công khai thuật toán. Ví dụ như là bạn cộng bao nhiêu lần cái XOR này, hoặc là bạn làm bao nhiêu cái lớp E này thì bạn phải công khai thuật toán. Đúng không? Và chỉ bí mật giá trị K. Giá trị thôi nhá, chứ còn các tính chất của K, ví dụ như là độ dài của K bằng bao nhiêu, hay là cái tính chất ở phía bên ngoài của nó mà liên quan đến cái việc là các thuật toán lập mã thì các bạn sẽ phải công khai, chỉ gọi là bí mật giá trị của khóa K thôi, đúng không? Thế nó mới đặt ra một câu hỏi là thế nào được gọi là một hệ mã không an toàn, là một cái hệ mã mà nó có thể tìm lại được giá trị của K, hay là một hệ mã mà có thể khôi phục lại giá trị của bản mã M. Theo các bạn, hai khái niệm đấy thì khái niệm nào là về khái niệm một cái hệ mã không an toàn sẽ đúng hơn? Cả lớp. Em nghĩ là khóa K là không an toàn rồi. Tức là khôi phục lại được giá trị khóa K. Là nó không an toàn. Cái phá mã mạnh hơn, hay là khôi phục được giá trị M là cái phá mã mạnh hơn? Anh nghĩ khôi phục K là phá mã mạnh hơn.
Ok. Em nhá. Thế thì bây giờ bài tập về nhà của các bạn này, bài tập này, bài tập tuần tới. Và bài tập này là bài tập khuyến khích, là không phải là bắt buộc. Nhưng mà nếu như các bạn không làm những cái bài tập này thì đến hôm sau những cái bài tập bắt buộc sẽ không làm được đâu. Được chưa? Là tìm các thuật toán tạo chuỗi số giả ngẫu nhiên và tập trung vào là các thuật toán mà có thể tạo ra các chuỗi bit giả ngẫu nhiên. Sau đấy các bạn thực hiện các phép toán mã dòng với OTP này. Rồi gửi lại cho cô. Xem có thể phá được không? Đúng không ạ? Và khi mà gửi thuật toán này thì phải công khai thuật toán của các bạn riêng ra. Đây là thuật toán như thế nào? Các bạn nhiều sử dụng nhiều hay ít toán tử này, bao nhiêu lớp E này, đúng không? Và cách giải như thế nào? Chỉ có dấu cái giá trị K đi thôi, đúng không? Các giá trị K này được tạo bởi các thuật toán tạo chuỗi giả ngẫu nhiên của các bạn. Được chưa ạ? Giả ngẫu nhiên, tạo chuỗi số ngẫu nhiên, giả ngẫu nhiên. Các bạn tìm cái từ khóa này đây. Nhiều lắm. Rồi. Lại bị quá giờ rồi. Ok, thế chúng ta sẽ kết thúc buổi học này ở đây nhá. Các bạn đã lưu lại được cái bài tập này chưa? Cả lớp? Lưu lại được các bạn? Gửi lên chat. Gửi lên chat á? Gửi bằng cách nào nhờ cô không, không, cô phải viết lại à? Hay là như nào? Nếu mà cô phải viết lại là cô sẽ assign hết cho tất cả các bạn đấy. Đây là bạn nào mà tham gia vào lớp học này thì sẽ theo dõi được cái yêu cầu của bài tập này và có thể nộp được bài tập này thì sẽ được cộng điểm khuyến khích. Cô ơi, bọn em xem lại record được cô ạ. Mình vẫn đang record mà cô. Ok. Vâng. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia vào buổi học nhá. Cô định là nghỉ sớm lại thành nghỉ muộn rồi. Hẹn lại gặp lại các bạn vào tuần sau nhá. Chúng ta sẽ bàn hơn nhiều về mã dòng. Chào các bạn. Em chào cô ạ.